Mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh của Shop FGB. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 20 tháng 12 nha. Đầu tiên, các bạn đừng quên, nếu mà đơn hàng có cần thay đổi bổ sung gì đó thì đừng quên gọi đến số 0937899707. Và nếu như các bạn muốn SATA, kiểu như là muốn đặt hàng thì những cái hàng rất là xinh xắn trong cái video lần này, thì đừng quên shop vẫn có nhận đặt hàng qua Facebook hoặc là Zalo đó nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua đơn hàng đầu tiên nè. Đơn hàng đầu tiên là đơn hàng của bạn Phương Nhi, có giá là 417.000 đồng nha. Và đây là đơn hàng của cô bạn Phương Nhi của chúng ta, có hai cái con này búp bê nè. Đây là hai cái con này búp bê của chúng ta. Hai con này búp bê này một cô có giá là bao nhiêu ta? Một cô có giá là 45.000 đồng thôi. Hai cái cô này là 90.000 đồng nha. Đây là những cái bím tóc rất là xinh xắn của những con nàng này nè. Một cô thì có váy chấm bi đỏ, cái nơ xanh nè, một cô thì váy trơn đỏ có ren trắng kim tuyến ở phía dưới và có một cái nơ màu vàng nè, đó rất là đẹp, rất là xinh xắn luôn nha. Đó rất là đẹp luôn nè. Rồi và đây là hai con này búp bê của chúng ta đang tập kiểu nè, đi xin người mẫu rất là đẹp luôn đó nha. Mọi người thấy con nàng bên nào đẹp hơn, con nàng váy đỏ hay là con nàng váy chấm bi nè? Đó, con nàng váy đỏ thì đang để chéo chân như vậy và để hai cái tay đằng sau lưng đó, mọi người thấy con nào đẹp hơn? Còn con này thì một chân trước đá lên trên, một chân sau đá ra sau và một cái tay để trên váy, một cái tay đặt qua đây, nhìn rất là mỹ miều hai con này luôn nha. Rồi hai con này không uổng phí tiền bạc luôn, một cô chỉ có giá là 45.000 đồng thôi mà rất là đẹp, rất là xinh xắn rồi nè. Và đây, lúc nãy hai cô này vừa rồi ngồi lên cái bàn này và ngồi lên những chiếc ghế đúng không? Thì đây là cái bàn thu nhỏ phiên bản mini, có giá là 7.000 đồng một cái bàn như vậy nha. Hai bàn là 14.000 đồng. Đã nhắc tới bàn rồi thì cũng không thể thiếu ghế. Và đây là một cái ghế phiên bản thu nhỏ của một chiếc ghế to đời thực của chúng ta. Nhưng mà cái chiếc ghế này dành cho búp bê thôi nha. Đây, một cái ghế như vậy là 5.000 đồng, hai cái là 10.000 đồng nè. Đó rất là xinh xắn, cũng không gọi là xinh xắn nhưng mà cũng gọi là nó đẹp. Tìm nó màu vàng nè, giờ những cái đường vân này cũng giống như chiếc ghế thiệt của chúng ta vậy đó, khá là sang chảnh nha. Ngồi học bài nè hoặc là ngồi tạo dáng giống như lúc nãy cũng rất là đẹp luôn. Rồi hai cái là 10.000 đồng. Rồi tiếp theo là những cái váy thật là xinh xắn luôn nè. Đây là váy công chúa có hoa màu đỏ nè, rất là đẹp luôn nha. Nó có váy ren nè. Đây ở đằng sau còn có hai cái dây kéo. Cái dây này là gọi là dây gì ta, cái băng dính gì phải á, không biết nữa. Nói chung là dáng như vậy nè. Nó là có bốn loại nè, màu đỏ, màu hồng, màu trắng và màu tím hồng của chúng ta này, tháo luôn đi. Đây là váy có màu hồng và có màu tím nữa, là những cái bông hoa này là xinh xắn của chúng ta luôn, có bông hoa màu vàng, màu hồng và màu đỏ nè, đó rất là xinh xắn luôn nha. Rồi những cái hạt cườm đính lên trên này khá là đẹp đó, vừa màu tím vừa màu hồng luôn nha. Thì bốn cái váy này mỗi cái là 16.000 đồng, bốn cái là 64k. Đây 1, 2, 3 và 4. Trời, rất là đẹp luôn đúng không? 64.000 chúng ta đã sở hữu được 4 cái váy đẹp như vậy rồi, rất là lấp lánh dành cho búp bê luôn nè. Nó đi tiệc hoặc là đi nhảy cũng được nha. Sản phẩm tiếp theo đó chính là một vị giày dành cho búp bê của chúng ta. Đây, những đôi Boss cổ cao, Boss đỏ nè, Boss cam nè, rồi đôi giày cổ cao màu đen có viền hình nơ xích sắt đó mọi người. Và đây có đôi màu đỏ nè, màu xanh luôn nha, đôi màu xanh rất là đặc biệt luôn nè. Nó có hình bướm bướm các kiểu. Đây là đôi Boss cổ cao màu vàng nè, cổ vừa thôi chứ không cao lắm. Đa phần là Boss nha mọi người, màu hồng nè. Rồi những cái giày cao gót có nơ. Rồi đây là đôi giày cao gót, đôi giày cao gót cổ vừa đó. Thì đây là có bông hoa nè, rồi có những cái sọc sọc ren, rồi các kiểu hoa rất là đẹp luôn. Một vỉ giày như vậy có giá là 20k mà chúng ta đã sở hữu được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 đôi giày thật là đẹp mắt luôn, rất là long lanh và độc lạ của chúng ta nha. Đó, nó khá là xinh xắn. Ở đây đôi giày màu hồng thì ở bên trên có bánh kẹo nè mọi người. Đó, có những viên kẹo. Rồi, ở đây thì có những cái chấm bi, có nơ nè, đó rất đẹp, rất xinh xắn luôn. Một vỉ giày như vậy rất là rẻ luôn nha, 20.000. Cũng không phải là rẻ nữa, bởi vì kiếm tiền cũng cực khổ lắm nha, mới mua được những cái món đồ chơi như vậy chúng ta. Bởi vậy chúng ta mua giày chơi cũng phải biết quý trọng công sức của ba mẹ đó nha. Rồi, đôi giày này, một vỉ giày này có giá là 20.000 đồng. Còn đây là một bộ áo dài của cô giáo có giá là 40.000 đồng. Đây là một bộ áo dài trắng. Đây, một bộ áo dài rất là trắng, tinh khôi luôn nha. Ở trên cổ có một viền đen màu hồng, ở dưới thì có hai cái bông hoa màu hồng, rất là đẹp. Đó là xinh xắn cái quần nè, đó cái quần áo dài của chúng ta. Đây, có thun luôn nha. Rồi 40.000 đồng một bộ áo dài. Và đây là hai bộ đồng phục học sinh nè. Đây là đồ học sinh, ở bên trong có một cái váy và một cái áo trắng, giống như đồ đi học của chúng ta vậy đó. Đây, cái áo trắng có hai cái cổ màu đen nè. Đó, sẽ ra như vậy, rất là đẹp mắt luôn nha. Rồi, cái váy thì có xếp ly nè. Đó, rồi có thun luôn nha mọi người, rất là co giãn, rất là mát. Bạn này rất là mát luôn, bạn chú búp bê rất là đẹp. Nói gì đúng rồi mà chúng ta đã có mặt được đâu. Đồ học sinh này thì 25.000 một bộ, hai bộ là 50.000 nha. Thì hai bộ cũng giống nhau nên là chỉ xé mở ra một bộ thôi, còn một bộ cất vô. Rồi, hai bộ này là 50.000 nè, một bộ 25.000, rất là rẻ luôn phải không? Không, giá cả rất là phải chăng phải không nè. Tiếp theo là hai cái cài tóc dành cho búp bê. Đây, một cái cài tóc có bông hoa trắng và được quấn bằng chỉ tím, một cái là quấn bằng chỉ xanh và bông hoa hồng, một cái là 5.000 đồng, hai cái là 10.000. Đây là đồ cài tóc cho búp bê nè. Đó là xinh xắn luôn nha, có thể bạn với áo dài hoặc là váy lúc nãy cũng được.
Còn đây là hai cái túi vải dành cho búp bê, một cái túi vải màu đỏ có viền ren màu trắng này đỏ, có nơ màu trắng, có bông hoa màu đỏ ở giữa. Đây là một cái túi màu da có ren trắng nè, xung quanh bao bọc bởi lớp ren trắng, nói chung là rất là đẹp luôn đó. Cái túi ở bên trong này sờ rất là mềm, cái miếng mút á. Thì đây là hai cái dây màu đỏ nè, có hoa đỏ luôn, bốn góc là bốn cái hoa hồng đỏ có lá màu xanh, rồi có hai cái viên ngọc màu tím nè, rất là lấp lánh phải không nè, nó rất là đẹp luôn nha. Thì hai cái này mỗi cái là 8.000 đồng, hai cái là 16.000 nha. Còn đây chính là một cái cặp tóc da của chúng ta, một cái cặp tóc da như vậy có giá là 9.000 đồng. Đây ở bên trong này đỏ bự chưa, có thể đựng tiền được nha. Ở đây có trên đầu có một cái móc khóa nè, có thể làm cặp cho búp bê đi học cũng được đó nha. Một cái cặp tóc da 9.000 đồng, nó xung quanh là được bắn bởi những cái nút gì ta, cái nút kim loại rất là chắc chắn luôn, không sợ bị đứt nha, 9.000 đồng một cái. Còn đây là một cái ba lô Hello Kitty nè, đó ba lô Kitty phiên bản thu nhỏ trong cặp đi học của chúng ta. Đây là cái ngăn nhỏ nè, đó rồi có hai cái ngăn lớn luôn. Một cái ba lô Hello Kitty như vậy là 15.000 đồng nè, đó có thể làm cặp ba lô đi học cho búp bê cũng được đó nha, có móc khóa luôn nè, có thể đựng tiền được luôn. Nói chung rất là đa dạng, mà nhắc tới ba lô rồi cũng không thể thiếu tới tập sách được đúng không? Đây là bộ tập sách dành cho búp bê nè. Thì cái ba lô này có giá là 15.000 đồng. Tập sách như vậy á thì một cái bộ như vậy có bộ bài tập toán nè, có tập viết chữ số nè, có tập viết chữ in nè, rồi có tập thơ búp bê hay cho búp bê nữa. Rồi, ở trong này là có mấy cái miếng dán gì nữa đây ta? Chúng ta sẽ cùng mở ra xem nha. Đây mấy cái miếng này kiểu như là thời khóa biểu hay sao á, là cái phiếu in, đây là cái phiếu chữ in nè. Đó, khi mình viết những miếng xanh này thì cái miếng phiếu hồng nó sẽ in ra được rất là nhiều chữ luôn nha. Đó rồi, ở bên trong có hai cái bút mini, đó chính là hai ngòi bút chì của chúng ta đó. Chúng ta sẽ cùng mở ra xem cái cuốn tập viết chữ số này có gì trong nha. Đây 1 2 3 4, rồi ở đây có những cái dòng kẻ như chúng ta đã học vậy đó, đó dành cho búp bê để búp bê viết nha. Rồi 12.000 một bộ cặp sách, một bộ tập sách cho búp bê nha, 12.000 đồng. Hai cái bộ này là 24.000. đó, búp bê tri thức. Còn đây rất là quen thuộc với chúng ta luôn, đây là kệ giày nha. Đây, đây là kệ giày của chúng ta này, chúng ta có thể tháo ra được, có thể gắn vô được. Đây, gắn vô như vậy nè. Đó, nó có cái khe đẩy nó vô. Này, rút ra, gắn vô lại. Đó, ở trên này là có những cái hình vẽ bằng hình dáng giày nè, có đôi giày màu xanh, đôi giày màu hồng đó, những đôi giày bata hoặc là bốt cổ cao hoặc là đôi giày cao gót trên búp bê đó. Đó, nói chung là nhìn cái sơ sơ cái tủ này thì màu trắng rất là đẹp luôn, với những màu sắc sặc sỡ. Sặc sỡ về giày nè, ở trên này chúng ta có thể đựng nón đồ chú bê đó, hoặc là chúng ta có thể mua những hình dáng giày dán lên đây nè, hoặc là lấy màu vẽ tô lên cũng được. Nói chung rất là xinh xắn luôn. Một vỉ giày, một cái kệ giày như vậy là 38.000 đồng nha, tiền ship là 17.000 đồng. Kết thúc đơn hàng của bạn Phương Nhi, chúng ta qua đơn hàng thứ hai nào. Đơn hàng thứ hai là đơn hàng của bạn Kim Ngưỡng nha. Thì đây là combo lụa, đây đầu tiên, sản phẩm đầu tiên đó chính là combo lụa mới của shop này nha. Ở đây là có rất là nhiều cụm băng keo nhỏ luôn, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 cụm băng keo nhỏ của chúng ta. Rồi đây những cái miếng băng keo lụa mới, đây là những cái miếng sticker lụa mới, cũng có công dụng là trang trí laptop, tivi hoặc là sách vở đó. 50k một bộ combo lụa như vậy. Tiếp theo là một cái ngọc bút chì khúc, đây là một cái vỉ ngọc bút chì khúc có màu xanh nè, có màu vàng, màu hồng, màu xanh lá cây luôn nha. Thì một cái ngọc bút chì khúc này 7.000 đồng. Tiếp theo là một sổ mochi 35.000 đồng, đây là sổ mochi rất là xinh xắn luôn nè. Đây sổ mochi này có mochi màu vàng, nó rất là dẻo, rất là dai luôn nha, nhưng mà không ăn được đâu, ai hi, kiểu nó giống như thạch vậy đó. 35.000 một cuốn. Ở đây thì cái khung màu tím này có một chú gấu rất là cute đang lấy cái phong, lấy cái lá môn để che mochi nắng đó. Đây cái cuốn sổ này viết được 100 ngày luôn, ngày nào cũng viết kiên trì viết, vậy là 100 ngày sẽ hết cuốn sổ này. Có khi là viết, có khi là chúng ta có những ngày chúng ta quên viết đó. Rồi đây, sổ 35.000. Tiếp theo là bút nước đèn, đây là bút nước kim tuyến đèn màu xám nè. Đó, ở đây là có một chú sóc hay vậy. Ây da, rớt rồi, rớt cái nút rồi. Rồi đó, gắn vô được. Rồi đây, một cái cây bút nước như vậy, một cái cây bút đèn nước như vậy là, một cái cây bút nước đèn là 20.000 đồng nha. Đây là một chú sóc nè, đây là cái đuôi hạt dẻ của chúng, rất là đẹp, rất là sáng luôn nè. Rồi, tắt thôi. Đây, cây bút nước đèn. Cái nút này chúng ta cũng có thể là rất là dễ rớt, nên là chúng ta phải cẩn thận nha. Ê, đẩy nhẹ lên như vậy, kéo nhẹ xuống luôn. Đẩy, chúng ta phải đẩy lên trên đèn nó mới sáng được nha. Đây, có những cái chân màu hồng rất là lấp lánh, rất là đẹp, rất cute luôn. Những cái miệng nó này, hai con mắt nữa, nó hai cái tay. Rồi, tắt thôi. Kết thúc đơn hàng của bạn Kim Ngưỡng với tiền ship là 30.000 đồng nha. Rồi, chúng ta qua đơn hàng tiếp theo nè. Đơn hàng tiếp theo là đơn hàng của bạn Trần Gia Đại có giá là 147.000 đồng. Đầu tiên đó chính là bút kiếm hoa. Bút kiếm này hoa xanh lá và bút cá heo đúng không? Đây là bút kiếm, đây là chính bút kiếm ha. Đây là một cái bút kiếm nè, bút hoa nè, và cái bút cá heo nữa. Đây là cái bút cá heo luôn. Rồi, cây bút hoa hồng màu xanh 5.000 nè, cây bút cá heo màu vàng đang ngậm một viên ngọc.
5.000 luôn, đây là cây bút kiếm 5.000 đồng luôn. Đó, ba cây là 15.000 đồng nha. Đây là cây bút muỗng, mút ăn nè. Đó, khi mà chúng ta lau sạch sẽ cái này chúng ta có thể mút sữa, mút đồ ăn ké của bạn ăn cũng được đó nha. Rồi cây bút muỗng này 5.000 đồng mà muỗng rồi cũng không thể thiếu nghĩa được. Đây là bộ đồ, đây là bộ ăn trực rất là tiện lợi của chúng ta, nhưng mà có thể vừa viết được mà vừa ăn trực được của bạn bè nha. Đây, mua một cái bộ bút này về chúng ta không sợ khi mà ăn mà sợ tay dơ nó rồi ha, nó giỡn vậy thôi chứ cây bút này là dùng để viết nha. Đây là hai cái cây dùng để viết đó. Ồ, cái này là cái phần thay ngòi cho nó, cái phần thay ruột bút đó, còn ở dưới này mới là cái bút nè. Ủa, khi mà chúng ta tháo cái này ra, à, chúng ta cũng có thể tháo cái này ra để làm muỗng ăn cũng được nè. Đó, đâu có dính dáng gì tới cái bút đâu không, nhưng mà thôi thiếu cái một nĩa này, thiếu cái muỗng này thì cái đầu này xấu lắm. Rồi, nó mỗi cây là 5.000, bộ muỗng nĩa của chúng ta, bộ ăn trực đó nha, hai cây là 10.000 đồng. Còn đây chính là hai cái móc khóa tô mì nè nè, mì Thái nè nha, mì mama các kiểu ha. Thì hai cái móc khóa tô mì này là mỗi cái 5.000 đồng, hai cái móc khóa là 10.000 đồng nha. Tiếp theo đó chính là cây bút kem bunny nè. Đó, cây bút kem bunny. Rồi có cây bút kem chuột nè. Rồi nè ha, có cây bút lược Pikachu. Đó, có cây bút chìa khóa nè, có hai cây bút sổ của chúng ta luôn. Rồi. Đây, cây bút sổ hình anime. Cây bút sổ hình Pikachu. Và đây là cây bút chìa khóa. Còn đây là cây bút lược dùng để chải mái hoặc là để chải tóc trong giờ học đó. Rồi, còn đây là cây bút kem chuột. Còn đây là cái cây bút bunny tím của chúng ta, bút kem bunny, chúng là bunny caption nè. Mỗi cây là 5.000 đồng. 1 2 3 4 5 6 6 cây này là 30.000 đồng nha. Còn đây là cây bút hoa dẻo nè mọi người, đây là cây bút hoa dẻo, đây là cái hoa có được cắt những cái đường ren hoặc là sinh sống của chúng ta, đây là cây bút dẻo. Cây bút dẻo này cũng có giá là 5.000 đồng luôn nha. Cây bút dẻo 5.000 đồng. Cây bút này có giá là 5.000 đồng. Tiếp theo chính là sổ mochi của chúng ta. Sổ mochi 35.000 đồng nha. Đây là sổ mochi có kim tuyến nè. Sổ mochi có túi kim tuyến màu xanh lá và có một cái chú chơi, có một cái chú mochi. Đó, cái chú mochi này rất là dẻo và có kim tuyến nữa nha. Chúng ta cùng mở ra xem nè. Đó, rất là dẻo, rất là da luôn. Đó. Thì xung quanh cái nền này chủ yếu là cái phong nền màu xanh và những cái lá hoa màu cam rất là nổi bật luôn nè. Đó, sổ mochi 35.000 đồng. Và cuối cùng đó chính là một cái thước nước của chúng ta. Mọi người đoán xem cái thước nước nó sẽ như thế nào. Và đây, tìm xem đây là cái thước nước của chúng ta nè. Cái thước nước dài 30cm và chỉ có giá là 9.000 đồng thôi. Đây, wow, rất đẹp luôn. Ở đây có kim tuyến nè, nó bị kẹt rồi, búng búng cho nó ra thôi. Đây, chúng ta chỉ cần đập như vậy nè là kim tuyến nó sẽ xuống nha. Đây, ở xung quanh thì có những cái chú cá heo nè, rất là đẹp mắt luôn. Đó, kim tuyến cá heo. Ôi, nãy giờ cái thước nó bị rớt xuống đây rồi, không thấy đúng không? Đây, cái thước cá heo nè. Nó xin lỗi nha, bởi vì mình quay hay bị lỗi kỹ thuật á. Rồi, thì xếp 33.000 đồng kết thúc đơn hàng của bạn Trần Gia Đại. Đơn hàng tiếp theo, đơn hàng của bạn Mỹ Anh. Đầu tiên đó chính là hai cục băng keo cá nhân. Đây là hai cái miếng băng keo cá nhân này mọi người, một cái băng keo cá nhân anime, một cái miếng băng keo cá nhân hình thỏ nè, đó có cô gái đang ngắm hoa các kiểu nha. Rồi, một cái bịch băng keo cá nhân như vậy là 5.000 đồng, hai bịch là 10.000 nha. Còn đây là cái trứng lười. Đây là cái trứng lười 32.000 đồng nha. Ồ, nhầm rồi. Cái trứng lười này là 20.000 đồng, ở bên trong có một chú khủng long nữa nè. Đây, chúng ta cùng mở ra xem, giống như đang nằm trong một cái trứng vậy đó đúng không? Nhìn rất là đẹp luôn nè. Đây, ở bên trong hình như là lam đó mọi người. Ở đây là đẹp mắt luôn. Cái trứng lười này có giá là 20.000 đồng. Đó, bấm ra đã tay luôn, nhìn mê quá à. Rồi bỏ dưới bịch lại. Cái trứng lười 20 nha. Tiếp theo đó chính là một cái bộ kit lam. Đây là một cái bộ kit lam của bạn Mỹ Anh. Bên trong là có gồm có đất sét nè, keo sữa nè, borax nè, keo trong tuyết nhân tạo màu khu đường shop chan và bom bom hương nữa. Đây, đất sét nè, tuyết nè, bom bom nè, rồi chan. Rồi thôi, cái bộ skit lam này có giá là 30.000 đồng. Còn đây là sổ ma thuật là 32. Đây là cuốn sổ ma thuật rất là lớn luôn nha. Sổ ma thuật được tặng kèm thêm một chiếc đũa phép thuật dùng để vẽ. Đây, chúng ta có thể vẽ thêm những cái hình như vậy, hoặc là chúng ta có thể sáng tạo vẽ thêm những cái cô nhân vật anime trong này cũng được, rất là đẹp luôn. 32.000 đồng một cuốn, rất là dày luôn nha mọi người. Đây, nhìn cái lò xo rất là chắc chắn luôn, là xo màu đen luôn nha. 32.000 đồng, tiền ship là 30, kết thúc đơn hàng các bạn Mỹ Anh. Đơn hàng tiếp theo, đơn hàng các bạn Nguyễn An Thi có giá là 140.000 đồng, chỉ với một sản phẩm duy nhất, đó là ba lô đen và tiền ship 30.000 đồng nha. Đây là chiếc ba lô đen của bạn nè. Từ từ. Đây, ở đây có một dòng phản quang nè, nó rất là xinh xắn luôn nha. Đây, ở đây có hai cái rất, có hai cái móc như vậy nè. Đó, có hai cái đồ gài á. Cái này gọi là cái gì ta, quên mất tiêu rồi. Nói chung nhìn rất cá tính luôn nha. Đây là ba lô đen, từ từ sẽ cho bạn xem tổng quát. Đây là cái ba lô đen của bạn nè. Rất là xinh xắn luôn nha. Đây là có một túi lưới, còn bên này là có một cái túi nhỏ nữa, có rất là nhiều xăng ti luôn. Ở đây có một cái túi nhỏ nữa nè. Đó, nhìn đằng sau lưng nha, đằng sau lưng thì có hai cái dây đeo nè. Đó, ở đây thì có hai cái túi để hai bên để hai chai nước đó. Ở bên trong thì có một ngăn lớn luôn. Từ từ mình sẽ mở cái ngăn lớn ra cho bạn xem nha.
Đây, cái ngăn bên trong rất là lớn luôn nha. Oh wow, ở đây còn có một cái ngăn nhỏ bên trong nè để đựng cái ngăn bí mật đó nha. Rồi cái ba lô đen này là 110 ship rồi, 30 kết thúc đơn hàng của bạn Nguyễn Văn Thi rồi. Rồi đơn hàng tiếp theo, đơn hàng của bạn Trần Minh Hiếu có giá là 85.000 đồng. Đầu tiên đó chính là một cái ví tiền Doraemon 55k. Đây là ví tiền Doraemon nè. Đó, nó bị dán băng keo rồi. Thôi về nhà bạn tự mở ra xem nha. Tiền ship là 30.000 đồng, kết thúc đơn hàng bạn Trần Minh Hiếu rồi. Đó, một đơn hàng khá gọn nhưng mà cũng rất là ý nghĩa luôn nha. Cái túi đựng tiền này mong là bạn sẽ có nhiều tiền trong đợt tới. Rồi, mình mong cho bạn là cái tiền của bạn là sẽ dày hơn cái túi này luôn. Rồi, vậy đó, kết thúc đơn hàng của bạn Trần Minh Hiếu rồi. Tiền ship 30.000 đồng nha. Đơn hàng tiếp theo, đơn hàng của bạn Võ Hoàng Thảo Như 193.000 đồng. Đầu tiên chính là một cái laptop 5.000. Đây là một cái laptop giả 5.000 dành cho búp bê này. Đây là laptop nha. Tiếp theo đó chính là hai cái ghế của chúng ta. Đây là hai cái ghế nhỏ phiên bản mini nè. Đây là hai cái ghế rất là xinh xắn luôn nha. Một cái ghế là 5.000 đồng, hai cái là 10.000 đồng nha mọi người ơi. Đây, hai cái là 5.000 đồng. Rất là đẹp luôn. Màu cam nha, khác với cái ghế đầu tiên là màu vàng. Đó, thì có cái ghế màu cam này, hai cái là 10.000 đồng. Tiếp theo đó chính là một cái váy. Đây là một cái váy nè, một cái váy 16.000 đồng, một cái váy đỏ. Có ren nè, có ren trắng ở dưới váy, có những bông hoa màu vàng, màu hồng, màu đỏ, rồi có cái nơ màu xanh lá cây, rồi những cái hạt cườm màu trắng rất là đẹp, rất là lấp lánh luôn. 16.000 đồng một chiếc váy như vậy. Tiếp theo đó chính là ba phụ kiện trang sức của chúng ta nè. Đây là ba cái phụ kiện trang sức. Đây là cái dây chuyền có hình trái tim, rồi những cái bông tai này ha, rồi dưới miệng, rồi có vòng tay nữa nè. Đó, rất là đẹp luôn. Mỗi cái phụ kiện như vậy là 5.000 đồng, ba cái là 15.000. Tiếp theo đó chính là một cái bút sổ Pikachu Pokemon nè. Đó, có Pikachu nè, có khủng long gì đó, rồi có một chú rùa của Takashi hay gì đó, cũng không biết nữa. Nói chung là coi đâu lắm rồi, ghi rồi cũng quên tên. Thì một cái bút như vậy là 5.000 đồng. Tiếp theo đó chính là hai cái bịch tiền giả. Hai cái bịch tiền giả này là 2.000 một bịch, hai bịch là 4.000 tiền giả nha, 4.000. Đây là 4.000, còn đây là hai bịch tiền giả. Wow, ở bên này có tiền nước ngoài nữa nè. Đố mọi người đây là tiền nước nào đó. Chị cũng không biết luôn, mày nào biết thì comment bên dưới cho chị biết với nha. Đó, tiền Việt và tiền nước ngoài luôn nha. Rất là nhìn rất chân thật luôn, nhưng mà nó kiểu như phiên bản thu nhỏ vậy. Cái màu sắc thì cũng giống như tiền thiệt luôn. Đó, một bình là 2.000, hai bình là 4.000. Và đây là búp bê của chúng ta. Đây là búp bê sừng xám nè. Đó, búp bê sừng xám mắt đá, có hoa nè, có váy màu xanh, có tóc dài màu tím luôn nha. Có tóc dài, có móc lai màu tím luôn. Còn đây là búp bê sườn sáng váy hồng, có những cái bông hoa màu hồng, có mắt đá nè. Đó, đằng sau thì tóc chỉ có một màu vàng thôi. Và một cái búp bê khác nữa. Đây là một cái búp bê con này cũng là mắt đá luôn nè. Đó, môi màu đỏ, tặng một cái váy bằng một cái bộ đồ liền màu xanh nè. Đó, có đôi giày cao gót màu trắng luôn nha. Đằng sau thì tóc có tóc màu đỏ, tóc nâu đỏ, nâu hạt dẻ và móc lai màu tím luôn. Mỗi cô búp bê như vậy là 35.000 đồng. Ba cô là 105.000 đồng nha. Đơn hàng tiếp theo là đơn hàng của bạn Wow, một cái tên rất là dễ thương, mang lại nhiều hy vọng cho mọi người trong tuổi thơ luôn. Đó chính là Sao Băng. Đó, một cái tên rất là dễ thương luôn nè, rất là lấp lánh luôn. Nghe tới Sao Băng là biết lấp lánh cái nào đúng không? Rồi, không nói nhiều, đơn hàng của bạn Sao Băng có giá là 287.000 đồng. Đầu tiên đó chính là combo ba lô hoa cúc của chúng ta nè. Đây, từ từ nha. Đây là combo hoa cúc của chúng ta nè. Đó, đây. Ở đây thì có những cái dây này cột lại hình nơ rất là dễ thương luôn. Đó, nhìn rất là cá tính luôn. Ở đây có một cái ngăn này vừa trắng vừa đen mà có cái móc khóa, cái dây kéo màu nâu sủa, nhìn rất là dễ thương, rất là hài hòa luôn nè. Còn đây, nhân vật chính của chúng ta đó chính là hoa cúc nè. Đó, mở ra cái combo ba lô hoa cúc của chúng ta. Đây, ở bên trong thì nó có là một cái túi nè, đây là một cái túi đi chơi. Đó, một cái túi để đi chơi nè. Rồi, một cái hộp bút. Còn đây là một cái gì ta? Một cái cặp đi học thêm nè. Đó, một cái cặp học thêm. Rất là đẹp luôn phải không? Nhìn mấy cái đường ren này, nhìn những cái sợi dây này giống cái sợi dây giày á, nhưng mà nó giống thôi nha, chứ không có ý gì hết. Thì đây nó có màu trắng màu đen, rồi những cái bông hoa cúc này rất xinh xắn luôn. Đó. Chúng ta cũng có thể mua thêm những cái hình dáng hoa cúc chúng ta dán lên đây, nhìn rất là đẹp, rất là sáng tạo luôn nha. Đó, một combo hoa cúc và có tận là ba cái ba lô và một cái hộp bút nè. Đó, rất xinh xắn luôn nha, rất là lời luôn đó. Combo hoa cúc 130.000 thì đây là hình lít. Đây là cuốn sổ lít pin của chúng ta nha. Đây là cuốn sổ lít pin nè. Nó khá là xinh xắn luôn. Chúng ta sẽ mở ra xem. Đây nha. Đây, ở bên trong là có những cái hình của con này lít pin nè. Rất là đẹp, rất là xinh xắn luôn nha. Rồi. Đó, có Lisa nè. Rồi bốn con nàng chụp chung nè. Đó, nói chung là cuốn trang nào cũng có hình lít pin hết á. Thì một cái cuốn sổ lít pin như vậy là 30.000 đồng nha. Dành cho những bạn mê lít pin. Rồi, tiếp theo đây chính là một cái hình lít pin nè. Đây là một cái bộ hình lít pin, hình dáng lít pin đó mọi người. Đây, chúng ta cùng mở ra xem. Có hình Jenny nè. Đó, Rosie, Lisa nè. Còn một con nàng nữa tên gì quên mất tiêu rồi. Mọi người comment bên dưới cho mình biết nữa nha. Và đây có keo dán luôn nha. Rồi. Rất là đẹp. Từ những cái bài hát đầu How You Like That cho tới những cái con này chụp riêng nè. Đó, Lisa nè, đeo cái vòng nguyệt quế rất đẹp luôn. Rồi,
10.000 đồng một hình dáng như vậy. Tiếp theo chính là một combo phụ kiện dành cho búp bê có giá là 87.000. Đây là giá là búp bê giày nè, bàn nè, ghế nè, he tủ lạnh nè. Đó, khi mà một combo như vậy chúng ta sẽ lời từ 5 đến 10.000 đồng nha. Có tiền giả nè. Đó là có phụ kiện, những phụ kiện cần thiết cho búp bê thì một bộ phụ kiện giá 87.000 đồng nha. Kết thúc đơn hàng các bạn sao băng tiền ship 30.000 đồng. Đơn hàng tiếp theo, đơn hàng của bạn Kim Ngọc có giá là 80.000 đồng. Đầu tiên đó chính là 10 cây bút chì dẻo và tiền ship là 30.000 đồng nha. Đây, đơn hàng của bạn chỉ gọn nhẹ là 80.000 đồng nhưng mà một bộ sản phẩm rất là ý nghĩa luôn. Đây, có công dụng là cho học tập nè và có thể giải trí. Đó, thì là 10 cây bút chì dẻo cho một vỉ như vậy luôn. Có hai màu, có hai màu đỏ vàng này, có hai màu xanh vàng, có hai màu trắng đỏ, có hai màu xanh, xanh nước và màu xanh lục. Rồi đây là màu hồng với màu xanh nè, đó, mỗi màu là hai cây luôn, đó rất là đẹp. Ở đây còn có những cái cục gom nữa nè. 10 cây một vỉ như vậy là 50.000 nha, ship 30.000 đồng kết thúc đơn hàng của bạn Kim Ngọc. Đơn hàng tiếp theo là đơn hàng của bạn Thiên Thanh nha. Đây, đơn hàng của bạn Thiên Thanh là gồm 3 cái bàn nè, 1, 2, 3. 3 cái bàn này là 7.000 đồng một cái, 3 cái là 21.000 đồng. Tiếp theo đó chính là 3 cái ghế. 3 cái ghế này thì 5.000 một cái, 3 cái là 15.000 đồng nha. Kết thúc đơn hàng của bạn Thiên Thanh, tiền ship là 33.000 đồng. Rồi, chúng ta qua đơn hàng tiếp theo thôi. Đơn hàng tiếp theo đơn hàng của bạn Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Đơn hàng tiếp theo đơn hàng của bạn Nguyễn Thị Ngọc Hoa, một cái tên như hoa như ngọc luôn, 100.000 đồng. Đây, đầu tiên đó chính là một cái bộ bếp nhôm. Đây là một cái bộ bếp nhôm này mọi người ơi. Đây, gồm có chảo nhôm, nồi nhôm, thau nhôm và chậu nhôm luôn. Rồi, có một cái đôi đũa nè, có một cái đôi đũa gỗ hai đôi luôn. Rồi, những cái thau nhôm đa phần là thau với nồi chảo nhiều. Rồi, tiếp theo đó chính là nến nè. Thì cái bộ bếp nhôm này cái giá là 60.000 đồng nha. Còn đây là nến. Nến của chúng ta. Đây, một cái nến nè, hai nến, ba, bốn và năm cái nến. Năm cái nến khá là đẹp. Nó hình tròn. Rất đẹp luôn. Nhưng mà cái nến này rất là trơn. Trong cái thao này có thể là nó sẽ bị bung ra như vậy nè. Nó đập là nó sẽ bị bung ra nè. Nhưng mà sau khi xài hết cái này chúng ta có thể tận dụng là những cái nến. Còn những cái nến cây á, chúng ta sẽ đốt bỏ vô đây. Xong rồi khi lấy cái dây nến bỏ vô luôn. Đó, thì một cái nến như vậy là 2.000 đồng. 2, 4, 6, 8, 10. Vậy là 5 cái nến 10.000 đồng nha. Rất là đẹp. Rất là tiện lợi khi mà cúp điện hoặc là chúng ta có thể chơi trò chơi được đó mọi người. Đó, tiền ship là 30.000 đồng. Kết thúc đơn hàng của bạn Nguyễn Thị Ngọc Hoa nha. Rồi, đơn hàng tiếp theo, đơn hàng của bạn Nguyễn Thị Bảo Trâm có giá 98.000 đồng. Đầu tiên, đó chính là sổ mochi gấu nâu nè. Đây là sổ mochi gấu, nhưng mà hết gấu nâu rồi. Còn có sổ mochi gấu trắng nè, đó. Ở đây còn có một cái chú mochi kim tuyến rất là đẹp mắt luôn, rất là dễ thương, rất là cute nè. Đó, rất là mềm, dẻo dai luôn, nhưng mà không ăn được. Còn đây là một cái túi vỏ sò trái tim và màu galaxy rất là lấp lánh luôn. Đây là một chú gấu màu trắng có cái khăn hoàng cổ nè. Rồi, những cái bông hoa màu cam và cái xung quanh nó là một cái nền màu xanh lá cây nha. Đó, rất là đẹp luôn, 35.000 một cuốn sổ mochi như vậy thôi. Nhìn cái móng tay quen không, nhưng mà bây giờ còn có ngón tay mà mẹ bữa giờ tháo ra nè. Đó, tốn tiền làm móng bây giờ tháo ra hết, còn có móng một. Mà mỗi lần tháo là cái tay nó tê gì đâu á. Trời. Thì tiếp theo đó chính là những cây bút mực xanh nè, mực xanh và tím. Đây là cây bút khủng long mực tím của chúng ta nè, 5.000 đồng một cây bút khủng long mực tím. Và đây là bút Pikachu Charm mực xanh. Pikachu Charm nè, mở cái đầu cây Pikachu này ra được không? Đó, mở ra được luôn. Ở bên trong có cham cà rốt nè. Đó, rất là nhiều cham cà rốt luôn, không có nhiều lắm. Nhưng mà nhìn nó cũng rất là đẹp luôn. Chúng ta có thể mở cái đầu này ra, bỏ thêm kim tuyến nước vô cũng được. Rồi, cây bút Pikachu Charm cũng 5.000 mực xanh. Pikachu mực tím, cây bút chuông mực tím nè. Đây là cây bút chuông mèo mực tím nha, màu hồng. Còn đây là cây bút mực xanh hình cây dù bôi được nha. Đây, cái cây dù hình như viết cũng được không hả? À không, cái cây viết dù này dùng để trang trí thôi chứ nó không có viết được đâu. Đó, rất là đẹp luôn, cây dù. Còn đây là cây bút chuông mèo. Cây bút chuông nhớ mèo 5.000 đồng, mực xanh. Và tiếp theo đó chỉ là một cây bút mực tím hình hạt gạo. Hạt gạo cute nè, trời thấy tôi dễ thương không? Đó, cái này cũng có thể tháo ra được luôn nè. Đó, sao hôm nay tôi tháo, ta gặp cái gì cũng tháo ra hết á. Rồi, rất là đẹp luôn nha. Cây bút mực tím hình hạt gạo nè, khá là xinh xắn. Cái này là cái đồ bôi của nó đó nha, cái đồ bôi của cây bút hạt gạo nè. Đó, mỗi cây là 5.000 nha. Nãy giờ bao nhiêu cây rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cây là 30.000 đồng nha. Rồi tiền ship là 33.000 đồng. Kết thúc đơn hàng của bạn Phạm Thị Bảo Trân. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Nguyễn Ngọc Bảo Trân. Cái tên quen quen ta. Chắc bạn này cũng đặt hàng của shop nhiều ha. Rồi thôi, tóm lại là cái đơn hàng của bạn là 150.000 đồng. Đầu tiên đó chính là bút bê Nhật và tiền ship là 30.000 đồng nha. Đây là bút bê Nhật nè. Đó, chúng ta sẽ mở ra. Nhưng mà cái búp bê này mở ra không được rồi. Thôi vậy bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết nha. Ở trên đầu thì có một cái bông toàn tay này, một cái tâm cài tóc và một cái mái tóc màu nâu đỏ, nâu hạt dẻ. Mái tóc có mắt đá này, có lông mi dài, môi màu hồng. Tặng một bộ kimono rất là đẹp luôn nha. Đây, đó, chúng ta sẽ đi xuống từng chi tiết này. Có một đôi giày trắng, có khớp cổ chân, có khớp cổ tay luôn, có khớp gối. Nói chung là 12 khớp đó mọi người.
rất là đẹp luôn nha. Nhìn đằng sau này, đây là một chiếc váy hoa rất đẹp, cổ phục đó mọi người. Một cái con búp bê như một búp bê Nhật là 120 thì ship 30.000 đồng, kết thúc đơn hàng các bạn Nguyễn Ngọc Bảo Trân nha. Đơn hàng tiếp theo đơn hàng các bạn Trần Thị Diệu Hiền có giá là 68.000 đồng, vì bạn đã nạp cạc là 50.000 đồng rồi nên là đơn hàng chỉ còn 68.000 đồng thôi. Đầu tiên đó chính là 5 búp cà rốt củ cải đúng không? Đây là 5 cây búp nè, có 3 cây búp củ cải và 2 cây búp cà rốt. Đây 3 cây búp củ cải trắng nè. Đó, củ cải trắng có hình con thỏ. Bên này cũng có búp cải trắng hình búp củ cải. Búp cà rốt chứ nhầm rồi. Đây là búp cà rốt, còn đây là búp củ cải trắng nè. Trời thiệt sự bực mình luôn á, nãy giờ nói chuyện cứ bị lẹo lưỡi luôn vậy á. Chắc phải lâu quá khát nước rồi nè. Đó, đây là búp cà rốt chứ không được nha, bởi vì đây là vật trang trí thôi. 2 cây búp cà rốt 5.000 nè. 1 cây 5.000, 2 cây 10.000, còn 3 cây này là 15.000 nè. Đó, cộng lại là 25.000, tổng cộng tất cả 5 cây búp nè. 5 cây búp luôn á. Đó, 25.000 thôi mà chúng ta đã sở hữu 5 cây búp xinh xắn, cà rốt và củ cải rồi. Còn đây đây chính là 2 cây búp hoa cúc nè, 1 cây búp hoa cúc cham và 1 cây búp hoa cúc kem. Đây là cây bút hoa cúc cham màu cam nè. Đó, cây bút hoa cúc cham màu cam. Cái hũ này cũng có thể tháo ra được luôn á. Mình cứ quá về nhà các bạn cũng có thể tháo ra, đổ thêm cham hoa cúc thêm vô. Rồi đây là cái hoa cúc kim tuyến kem nè. Đó, cây hoa cúc kim tuyến kem. Nó lại nói chuyện bị lẹo lưỡi nữa rồi. Đây là cây bút hoa cúc kem nha, hoa cúc kem. Đó, hoa cúc kem màu hồng với kim tuyến màu hồng bên trong là hình trái tim. Đó, mỗi cây là 5.000, 2 cây là 10.000 đồng nha. Còn đây đó chính là 2 cây bút hai cái bút chì khúc này của chúng ta đó. Đây là cái bút chì khúc kem nè, kem dâu, còn đây là bút chì khúc kem dâu, ổ kem cây chứ. Đây là cái kem cây nè. Đó, bút chì khúc màu vàng nè, còn đây là bút chì khúc màu trắng có hình có cái nền màu xanh và những trái chuối màu vàng. Đó, nói chung là bút chì chuối đi ha. Rồi, hai cây này là một cây là 5.000 đồng, hai cây là 10.000 nha. Còn đây là bịch kẹo trà sữa thật là ngon lành cho chúng ta luôn. Đây là bịch kẹo trà sữa có giá là 40.000 đồng nè. Đó, được bao phủ bao gồm một lớp trà sữa khô và một cái nhưng là một cái miếng chân trâu thật là mềm mềm ăn thật ngon luôn á. Trời, nhìn muốn ăn nữa quá nhưng mà ăn lát nữa bà chị cũng muốn chết á. Trời, bữa giờ nói là ăn phải là bữa giờ mấy cái video ăn là ăn muốn sập tiệm của người ta luôn rồi. Mọi người có thấy nhân viên nào mà sướng như tôi không? Vừa được làm thoải mái như vậy nè, công việc thoải mái, việc nhẹ mà lương cao, xong rồi còn được ăn nữa chứ, còn được cô chủ cho ăn nữa, rất là sung sướng luôn nha. Đây bịch kẹo trà sữa là 40.000 đồng, tiền ship 33.000 đồng, kết thúc đơn hàng các bạn Trần Diệu Hiền nha. Trần thì Diệu Hiền, rồi một cái tên nghe rất là hiền thục luôn. Chúng ta vào đơn hàng tiếp theo nha. Và đây là đơn hàng của bạn Nguyễn Thu, cũng là đơn hàng cuối cùng của trong video của ngày hôm nay rồi đó. Sắp kết thúc video rồi buồn quá à, không được ngắm nhìn mấy hàng xinh xắn nữa, nhưng mà đơn hàng cuối cùng này cũng rất là xinh xắn các bạn Nguyễn Thu luôn nha. Rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái video cuối cùng của ngày 20 tháng 12 nè. Rồi, đầu tiên đó chính là một cái lọ điều ướt nè. Đây là lọ điều ướt 7.000, ở trong có hai cái tờ giấy và hai cái cọng dây cột. Ở bên trong thì có những cái bông hoa màu vàng màu cam rất là xinh xắn màu hồng nữa nè. Đó, lọ điều ướt chỉ có 7k thôi. Còn đây là sổ trình ký có giá là 15.000 đồng, được tặng thêm một cái bút nè. Đó, ở đây có một đồ kê nè. Đó, sổ trình ký nè có hai cái sừng rất đẹp luôn nhau và một quế trên đầu đó, hai cái má hồng hồng, xung quanh là cái nền màu hồng rất đẹp luôn nè. Đây, đây là sổ trình ký nha, có tặng kèm một cái bút rất là giá cả phải chăng luôn phải không nè, 15.000 đồng rất đẹp luôn. Tiếp theo đó chính là hai cái bút bi hình viên thuốc nè, hai bút bi hình viên thuốc xanh. Đây, kẽm ra như vậy là sẽ cứng nè. Đó, viết xong rồi chúng ta sẽ đẩy cho thuộc vô, rồi đóng nắp lại. Đây là bút viên thuốc xanh, còn đây là bút bi viên thuốc vàng nè. Đó, kẽm nó ra như vậy, viết xong rồi đẩy nó lại. Ui, cứng quá rồi. Đó, không như vậy mới đúng nè. Rồi, hai cái bút viên thuốc này màu xanh nước biển và màu vàng, mỗi cái bút là 7.000 đồng, hai cái là 14.000 đồng nha. À, đây là gần tới mùa đông rồi phải không, và mùa đông chúng ta không thể bỏ lỡ qua những cái dịp Giáng sinh nè. Một cái dịp Giáng sinh an lành, thật là lạnh, rất là lạnh, không có ấm áp mà nó rất là lạnh luôn á. Tôi nói thiệt, cái sáng nha tôi bước xuống giường bước không nổi luôn á. Thì đây là cái đồ cột tóc mùa Giáng sinh có ông già Noel nè. Đó, có hai cái nơ tận tay như vậy. Rồi có cây thông nè, đó có ông già Noel tặng quà. Thì đồ cột tóc thì có giá là 13.000 đồng, rất là ý nghĩa cho mùa Giáng sinh luôn nha. Đó, đeo đi chơi cũng được nè, nó phù hợp Giáng sinh nhưng mà đi lễ đó, 13.000 đồng. Tiếp theo đó chính là lắc tay trà sữa nè. Đây là lắc tay trà sữa nha. Đây là lắc tay trà sữa nè, từ từ để chị xiết hai cái dây này vô cho các em xem. Đây là lắc tay dành cho những bạn fan trà sữa. Đây là trà sữa màu xanh nè, đỏ trà sữa thái xanh có chân châu. Trà sữa thái xanh mình phải xanh lá đúng không? Còn cái này là trà sữa blue. Ở đây có những cái hình chữ nè, chữ R, chữ A, chữ B, chữ M này ha. Rồi những cái hạt màu vàng, màu xanh và những cái hạt kim loại nữa, rất là lấp lánh luôn. Rồi, ở đây thì có một cái dây màu vàng kim nè, đó khá là đẹp mắt. Thì cái dây lắc tay này có giá là lắc tay trà sữa xanh nước thì có giá là 15.000 đồng nha. Đó, rất là đẹp luôn. Và sản phẩm cuối cùng đó chính là dép mang trong nhà, có giá là 9.000 đồng một đôi, nhưng đặc biệt hơn là đây là dép của BT21 đó nha. Đó, đôi dép này có giá 100.000 đồng nhưng mà giảm xuống còn 90k đó.
đây có hai cái lỗ tai màu đen nè, đó có hình một chú BT51, phải BT51 chúng ta hay là mình nhầm lẫn rồi, nói chung mà không biết nữa, nhưng mà đôi dép này khá là êm. Mở ra xem, cái đế nó là bằng, cái đế nó là bằng nhựa này đó. Đôi dép này mang trong nhà hoặc là mang, chúng ta không được mang đi tắm nha, bởi vì cái dép này rất là dễ ẩm ướt đó, chúng ta chỉ mang đi trong nhà thôi, khá đẹp, chúng ta có thể giặt và đem phơi nó được. Này, cái lớp nó rất là mềm luôn, rất là ấm chân, mang trong những dịp mùa đông đó. Đây, cái dép này mang trong nhà tắm là không sợ bị trơn trượt luôn nha. Đó, rất là đẹp luôn. Mềm nữa, nó bằng nhung đó mọi người. Đó. Rồi, thì đôi dép này là 90.000 đồng cũng kết thúc đơn hàng của bạn Nguyễn Thu rồi. Thì bạn đã giảm 13k trả tiền trước, là tiền ship chỉ còn 20.000 đồng thôi nha. Chuyển khoản 174.000 rồi nè. Đó, kết thúc đơn hàng của bạn Nguyễn Thu. Chúng ta qua đơn hàng làm gì còn đơn hàng tiếp theo nữa, thì cũng là kết thúc đơn hàng của ngày 20 tháng 12 rồi. Thì đơn hàng của bạn nào có bị sai sót hay gì đó, đừng quên hãy gọi đến số 0937899 để thay đổi bổ sung đơn hàng trước 9 giờ tối, lưu ý không nhắn tin. Hay là bạn nào muốn đặt hàng theo những đơn hàng xinh xắn này thì hãy gọi đến, đừng quên số vẫn còn Zalo Facebook nha. Rồi, mọi người cảm thấy thích video đừng, mọi người cảm thấy thích video này hãy like, share, comment và rủ bạn bè để đặt hàng thêm cho shop đấy nha. Rồi, để giúp shop phát triển thêm đó, shop phát triển ngày càng mạnh, thì các bạn sẽ có những đơn hàng cực kỳ đẹp mắt để xem luôn. Rồi, thì một cái đơn hàng khá là ý nghĩa thì là cái đơn hàng nào ta, cái đơn hàng mà có bịch kẹo chè sữa, tại vì nó rất là ăn ngon miệng luôn. Còn cái đơn hàng đẹp nhất thì chị cảm thấy là cái đơn hàng đầu tiên nó cũng khá đẹp. Những đơn hàng còn lại thì có những cái bút hoặc là những con sổ mochi rất là xinh xắn, những cái ba lô nữa đó, rất đẹp mắt luôn. Rồi, các bạn thích đơn hàng nào giúp thì comment mình giúp chị biết với nha. Đừng quên là mọi người cũng có thể đặt hàng thêm cho shop nữa đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần tới nha. Bye bye.